Tổng thống Pháp cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya. Pháp sẽ không tha thứ cho sự can thiệp quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vào Libya. Tổng thống Emmanuel Macron đã cho biết vào thứ Hai 22 tháng 6, cáo buộc Ankara đã chơi một trò chơi nguy hiểm tại khu vực. Tin cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã can thiệp dứt khoát trong những tuần gần đây tại Libya, cung cấp hỗ trợ trên không, vũ khí và phi cơ chiến đấu đồng minh từ Syria để giúp chính phủ đóng tại Tripoli, đẩy lùi cuộc tấn công kéo dài một năm của nhà lãnh đạo quân sự miền đông Khalifa Haftar. Sự giúp đỡ của Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã bảo đảm thủ đô của Libya và phía tây đất nước cho chính phủ Tripoli chống lại quân đội quốc gia Libya của Haftar, được hậu thuẫn bởi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ai Cập và Nga. Paris đã bị cáo buộc là hỗ trợ Haftar về mặt chính trị, trước đây đã từng hỗ trợ quân sự nhóm này để chống lại phiến quân Hồi giáo.